chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình Thanh Thảo Show hàng tuần trên đài Vietfast TV do Thanh Thảo biên soạn và trình bày. Thưa quý vị, hạnh phúc thường được các tâm lý gia và các nhà xã hội học cho là một mục tiêu khó đạt được vì tùy thuộc rất nhiều vào quan niệm của con người. Tuy vậy, một yếu tố để mưu cầu hạnh phúc chúng ta ai cũng có thể kiểm soát được là vấn đề cân bằng tài chính cá nhân hay gia đình. Theo nhiều chuyên gia xã hội và tâm lý do hàng đầu dẫn đến ly dị tại Mỹ là tiền và quản lý tiền trong gia đình. Với tỷ lệ từ 50% cho đến 60% các cuộc hôn nhân sẽ kết thúc bằng ly dị, thiết nghĩ tìm biện pháp quản lý và cân bằng tài chính là một đề tài hữu ích trong đời sống nhằm cứu vãn hôn nhân hoặc tìm sự an bình cá nhân. Mời quý vị hãy cùng với Thanh Thảo, một chuyên gia tài chính và đầu tư, tìm hiểu về những biện pháp này trong chương trình Quân bình ngân sách để tìm hạnh phúc trên đài Vietfast TV. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm những tin tức kinh tế toàn cầu và tin liên quan đến giới tiêu thụ. Chương trình này cũng gửi đến quý vị vài phương cách giữ cân bằng ngân sách. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Bản tin đầu tiên trong phần tin kinh tế thế giới là Tổng thống Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng ý tổ chức cuộc họp trực tuyến. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã công bố một cam kết bất ngờ nhằm tăng cường hợp tác trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Hiện còn thiếu bất cứ một cam kết nào từ Trung Quốc về các thỏa thuận quốc tế lớn. Tuy nhiên, đặc phái viên về khí hậu của Hoa Kỳ là ông John Kerry đã nói rằng ông hài lòng với thỏa thuận này. Cam kết được đưa ra trước cuộc gặp gỡ trực tuyến giữa các tổng thống Hoa Kỳ và Trung Quốc. Một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch của cuộc họp cho biết các chi tiết cụ thể vẫn chưa được đưa ra. Rất nhiều điều được hoạch định sẽ đem ra thảo luận, bao gồm cả sự xâm lược quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan, cuộc thử nghiệm hỏa tiễn siêu thanh gần đây của Trung Quốc và các cuộc tấn công mạng. Cuộc khủng hoảng khí hậu và cuộc chạy đua không gian cũng có thể được đặt ra trong buổi họp trực tuyến giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình. Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Pháp trong lĩnh vực không gian và an ninh mạng. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hôm thứ Tư đã công bố các sáng kiến với Pháp về không gian và an ninh mạng. Bà Harris cam kết hợp tác chặt chẽ hơn với Pháp về những vấn đề đó sau cuộc họp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Các sáng kiến cũng như cuộc họp là một phần của nỗ lực không ngừng nhằm giải quyết ổn thỏa mọi thứ về mặt ngoại giao với Pháp. Điều này diễn ra sau khi Pháp than phiền Hoa Kỳ đã không thông báo với Pháp về một thỏa thuận bán tàu ngầm hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Anh với Úc. Bà Harris ngoài vai trò Tổng thống còn là Chủ tịch Hội đồng Không gian Quốc gia Hoa Kỳ. Bà cho biết Bộ Quốc phòng, Giám đốc Tình báo Quốc gia, cơ quan NASA và những người khác sẽ làm việc với những người đồng cấp Pháp của họ về các sáng kiến không gian. Công ty Google bị chính phủ Nga phạt vì lưu giữ nội dung bị cấm. Một tòa án ở Moscow đã đưa ra mức phạt mới là 2 triệu ruble vào khoảng 28.000 Mỹ Kim vì không xóa thông tin bị cấm. Dịch vụ báo chí của tòa án thành phố Moscow cho biết trong một tuyên bố rằng theo quyết định của thẩm phán khu vực tư pháp N422 của quận Tagansky của Moscow, thì Google LLC bị kết tội vi phạm hành chính và bị phạt hành chính với số tiền là 2 triệu ruble. Google bị kết tội vì vi phạm phần 2 của nghệ thuật 13.41 của Bộ Luật Hành Chính của Nga. Theo dịch vụ báo chí cho biết, chủ sở hữu trang web đã không xóa thông tin trong trường hợp nghĩa vụ xóa thông tin đó được quy định bởi luật pháp của Nga. Hồi tháng 9, theo yêu cầu của cơ quan giám sát Internet Roskomnadzor của Nga, Google đã xóa một ứng dụng bỏ phiếu do nhóm của nhà phê bình Điện Kremlin là Alexei Navalny tạo ra trước cuộc bầu cử quốc hội tại Nga, là điều đã được thư ký báo chí Kira Yamesh của Navalny gọi là một hành động kiểm duyệt chính trị. Tòa án Moscow đang xem xét thêm hai cáo trạng chống lại Google vào ngày thứ Hai, nhưng phiên họp đã bị hoãn cho đến ngày 29 tháng 11. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga là TASS, tổng số tiền phạt của công ty lên tới 41 triệu ruble. Tổng cộng thì công ty Google đã không loại bỏ hơn 2.600 mục được gọi là có thông tin bị cấm. Số trường hợp bệnh COVID-19 mới tại Đức tăng cao đột ngột. Nước Đức đánh dấu một kỷ lục khác của COVID-19 với hơn 50.000 trường hợp nhiễm bệnh mới hàng ngày. Giới hữu trách Đức cho biết số người nhiễm bệnh COVID mới hàng ngày cũng như tỷ lệ người bệnh trong 7 ngày của Đức đã đạt kỷ lục mới khác kể từ khi đại dịch bùng phát. Trong ngày thứ Tư liên tiếp thì Viện Robert Koch, viết tắt là RKI, tức là Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh của Đức, đã báo cáo mức cao mới hàng ngày khi một làn sóng nhiễm coronavirus mới tràn vào đất nước. Hôm thứ Năm, RKI đã cho biết có 50.196 trường hợp mới trong vòng 24 giờ, nhiều hơn 16.247 trường hợp nhiễm mới so với cùng ngày tuần trước, khi nước Đức báo cáo 33.949 trường hợp nhiễm bệnh hàng ngày. Tỷ lệ mắc bệnh trong 7 ngày của Đức đã tăng lên 249 trường hợp trên 100.000 người, tăng từ mức 155 trường hợp một tuần lễ trước. Khoảng 67% dân số Đức hiện nay đã được tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19, trong khi khoảng 33% không có biện pháp bảo vệ chống lại siêu vi khuẩn.
Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một thông điệp video được đăng trên trang web của chính phủ Đức hôm thứ Tư đã nói rằng: "Tại Đức, tôi phải nói rằng rất tiếc tỷ lệ tiêm chủng của chúng tôi không đủ cao để ngăn chặn sự lan rộng của siêu vi khuẩn và thúc giục hành động nhanh chóng ở cấp quốc gia để tăng cường các mũi tiêm chủng COVID-19. Bà Merkel cũng kêu gọi tổ chức một cuộc họp giữa 16 thủ tướng liên bang của đất nước càng nhanh càng tốt để bảo đảm các biện pháp hài hòa ở cấp quốc gia. Tại Đức, thủ tướng tiểu bang chịu trách nhiệm chính về việc áp đặt và dỡ bỏ các hạn chế. Quốc hội mới của Đức hôm thứ Năm đang tranh luận về việc có nên chuyển các biện pháp chống coronavirus từ cấp quốc gia cho các nhà lãnh đạo khu vực hay không. Tổng số người thiệt mạng vì COVID tại Đức tăng lên 235 trong vòng 24 giờ và hơn 97.000 người đã tử vong. Singapore tính lệ phí bệnh viện cho những người chưa chích ngừa COVID theo ý thích. Singapore quyết định tính lệ phí bệnh viện cho tất cả những bệnh nhân COVID-19 đã không được chủng ngừa theo sự chọn lựa riêng của họ. Bộ Y tế cho biết trong một tuyên bố như sau: những người không được tiêm chủng chiếm phần lớn trong số những người cần được chăm sóc nội trú tích cực và góp phần không tương xứng vào sự căng thẳng đối với các nguồn lực chăm sóc sức khỏe của chúng tôi. Do đó, từ ngày 8 tháng 12 năm 2021 trở đi, chúng tôi sẽ bắt đầu tính lệ phí COVID-19 cho những bệnh nhân nào không được tiêm chủng theo sự lựa chọn của họ. Điều này sẽ áp dụng cho tất cả bệnh nhân COVID-19 chưa được tiêm chủng, được nhập viện vào hoặc là sau ngày 8 tháng 12 năm 2021 tại các bệnh viện và các cơ sở điều trị COVID-19. Chính phủ Singapore hiện nay đang thanh toán tất cả các hóa đơn y tế liên quan đến COVID-19 cho người Singapore, thường trú nhân và những người có sổ thông hành lưu trú dài hạn và sẽ tiếp tục thực hiện việc này theo chính sách mới. Đảo quốc thành phố này là một trong những thành phố có tỷ lệ chích ngừa cao nhất thế giới. Hơn 86% dân số đủ điều kiện đã được tiêm chủng đầy đủ, trong khi 18% khác đã được tiêm chủng mũi bổ sung, theo dữ liệu mới nhất của chính phủ. Dù mức độ tiêm chủng cao, Singapore đã trải qua một đợt tăng số người nhiễm COVID-19 vào tháng 9, khiến cho chính phủ phải đặt lại các hạn chế xã hội nghiêm ngặt hơn và trì hoãn kế hoạch mở cửa trở lại. Kể từ tháng 6, chính phủ Singapore đã bỏ chiến lược Zero COVID, mà thay vào đó là cố gắng kiểm soát sự bùng phát dịch bệnh bằng thuốc chích ngừa và bằng cách theo dõi số người nhập viện. Số trường hợp bệnh COVID toàn cầu vượt mốc đáng buồn 250 triệu người. Dữ liệu về số trường hợp nhiễm bệnh COVID được ghi nhận trên khắp thế giới hiện nay đã lên đến trên 250 triệu người. Các vụ nhiễm bệnh mới vẫn đang gia tăng ngay cả khi nhiều quốc gia áp dụng các biện pháp hạn chế xã hội. Điều này xảy ra gần 2 năm sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố COVID-19 là một đại dịch toàn cầu. Kể từ đó, siêu vi khuẩn đã ảnh hưởng đến hầu hết mọi nơi trên thế giới và hơn 5 triệu người đã thiệt mạng. Ba quốc gia Hoa Kỳ, Ấn Độ và Brazil chiếm hơn 40% tổng số trường hợp bệnh COVID được biết đến, theo Đại học Johns Hopkins. Chỉ riêng Hoa Kỳ, số trường hợp bệnh đã chiếm vào khoảng 1/5 toàn cầu. Hoa Kỳ kết thúc lệnh cấm du lịch ảnh hưởng đến nền kinh tế. Hoa Kỳ đang nới lỏng các hạn chế đi lại cho hầu hết du khách quốc tế bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Hành động này cho phép du khách từ các nước bao gồm Mexico, Canada và hầu hết các nước châu Âu đi và đến Hoa Kỳ bằng đường hàng không. Tác động của việc kết thúc lệnh cấm du lịch kéo dài trên 20 tháng trên nền kinh tế chắc chắn không nhỏ. Eben Peck là phó chủ tịch điều hành vận động chính sách Hiệp hội Cố vấn Du lịch Hoa Kỳ nói rằng đây hoàn toàn là một trong những phần quan trọng của quá trình khôi phục, là khởi động lại hệ thống du lịch quốc tế mà rất nhiều thành viên của chúng tôi phụ thuộc. Hiệp hội Cố vấn Du lịch của Mỹ ca ngợi hành động này. Du khách đi máy bay quốc tế phải có bằng chứng về việc chủng ngừa COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính. Người đi du lịch trên đất liền cũng được yêu cầu xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng COVID nhưng không cần xét nghiệm. Ngành hàng không mong đợi một sự thúc đẩy lớn. Hôm thứ Hai, 253 chuyến bay quốc tế đã được hoạch định đến phi trường quốc tế Newark Liberty và John F. Kennedy tại New York. Con số này tăng 11% so với một ngày tương tự vào tháng 10, theo giới hữu trách của New York và New Jersey cho biết. Các nhà lãnh đạo ngành du lịch và khách sạn dự đoán hành động này sẽ thúc đẩy công việc của họ trong lúc họ đấu tranh để phục hồi sau khi phải đóng cửa liên quan đến coronavirus. Ông Eben Peck cho rằng khôi phục mối liên kết với Vương quốc Anh, Liên Âu và Canada là điều quan trọng nhất mà chúng tôi có thể làm để giúp đỡ các doanh nghiệp du lịch. Liên đoàn bán lẻ quốc gia Hoa Kỳ cũng cho biết các nhà bán lẻ Mỹ đang hy vọng sự trở lại của du khách quốc tế có thể dẫn đến một làn sóng chi tiêu mới và tạo ra nhiều doanh số hơn khi kỳ nghỉ lễ cuối năm đang tiến đến gần. Cơ quan quản lý cảng của New York và New Jersey cho biết họ mong đợi sự gia tăng các chuyến bay tại phi trường. Với lưu lượng truy cập quốc tế đạt vào khoảng 75% ở mức độ du lịch vào tháng 12 của năm 2019. Phi hành đoàn SpaceX cập vào trạm không gian quốc tế ISS.
một nhóm 4 phi hành gia trong khoang phi thuyền không gian Crew Dragon của công ty SpaceX đã cập bến thành công trạm không gian quốc tế ISS vào đêm thứ Năm 11 tháng 11. Cái được gọi là sứ mệnh phi hành đoàn 3 người thực sự đánh dấu lần phóng thành công thứ tư của hãng SpaceX từ trung tâm không gian Kennedy tại Florida vào ngày thứ Tư. Được dẫn dắt bởi phi công kỳ cựu là Tom Mashburn, nhóm bao gồm hai phi hành gia Artemis là Kayla Barron và Raja Chari, những người một ngày nào đó có thể du hành lên mặt trăng. Thành viên thứ tư là người thành viên Đức của cơ quan vũ trụ Âu Châu Matthias Maurer. Nhóm nghiên cứu sẽ dành 6 tháng tiếp theo trên trạm vũ trụ quốc tế để tiến hành các cuộc thí nghiệm trong khi quay quanh trái đất từ độ cao 200 dặm. Sau đây là phần tin liên quan đến giới tiêu thụ, bởi vì 2/3 lực chuyển nền kinh tế Mỹ lệ thuộc vào mức chi tiêu của người dân. Bản tin đầu tiên trong phần tin này là các vị tổng thống có thể làm gì về giá xăng. Tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ đã đạt mức cao nhất trong 30 năm khi giá của mọi thứ bao gồm cả giá xăng tiếp tục gia tăng, trong khi công ty AAA dự kiến sẽ có hơn 53 triệu người đi du lịch vào dịp lễ Tạ ơn trong năm nay. Giá xăng tăng vọt lên mức cao nhất trong 7 năm đã khiến cho tổng thống phải chịu áp lực từ chính đảng của mình để phải làm gì đó. Ông Ben Cahill là nhà phân tích năng lượng, trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế cho biết giá xăng dầu ở Hoa Kỳ thực sự phản ánh điều kiện thị trường toàn cầu và ngày nay thị trường khá eo hẹp. Andrew Gross là phát ngôn viên của công ty AAA thì cho biết dù giá xăng có thế nào đi nữa thì mọi người vẫn sẽ đi du lịch trong kỳ lễ Tạ ơn. Công ty AAA đổ lỗi cho sự mất cân bằng giữa mức cung và cầu khiến cho giá xăng tăng và nói rằng các quốc gia sản xuất dầu đang hạn chế nguồn cung nhằm cố gắng bù đắp thiệt hại do đại dịch COVID gây ra. Khối OPEC không muốn tăng sản lượng quá nhiều trong trường hợp kinh tế suy thoái đột ngột vì COVID vẫn có thể quay trở lại vào mùa đông năm nay. Trong khi đó, thì một nhóm thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đang kêu gọi Tổng thống hành động. Trong một lá thư, 11 vị thượng nghị sĩ thúc giục Tổng thống Biden xem xét việc xuất xưởng các thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của quốc gia hoặc là thậm chí thực hiện bước cực đoan hơn là cấm xuất cảng dầu. Một số chuyên gia trong ngành đã tỏ ra nghi ngờ và cho rằng tác động có thể chỉ là tạm thời. Họ nói rằng hành động tốt nhất là chờ đợi nguồn cung bắt kịp nhu cầu. Ông Ben Cahill cho rằng hàng tồn kho thực sự có thể bắt đầu tăng vào quý đầu tiên của năm tới. Vì vậy, chỉ cần vượt qua một mùa đông khó khăn hơn trước khi áp lực sẽ giảm bớt. Chính quyền Tổng thống Biden đã thực hiện một số bước nhỏ để kiểm soát giá xăng, bao gồm cả việc Ủy ban Thương mại Liên bang cho biết họ sẽ điều tra việc đầu cơ tích trữ tiềm năng. Chính phủ Mỹ thu hồi hơn 2 triệu bộ thử nghiệm COVID tại nhà vì cho kết quả dương tính sai. Hơn 2 triệu bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà đang bị thu hồi do kết quả dương tính giá cao. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức FDA, cho biết đây là đợt thu hồi cấp 1 là loại khẩn cấp nhất. Thương hiệu bị thu hồi là Illume. Các cơ quan quản lý cho biết kết quả dương tính giả có thể dẫn đến việc chẩn đoán hoặc là điều trị chậm trễ nguyên nhân thực sự gây ra bệnh của một người. Đã có 35 bản báo cáo về kết quả dương tính giả, tuy không có trường hợp tử vong nào được báo cáo. FDA cho biết độ tin cậy của các kết quả thử nghiệm âm tính không bị ảnh hưởng. Các bộ kiểm tra được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 11 tháng 8 và được phân phối từ ngày 13 tháng 4 cho đến ngày 26 tháng 8. Những người đã nhận được kết quả dương tính từ bộ xét nghiệm Illume được khuyên nên làm một cuộc xét nghiệm mới. Chính quyền Tổng thống Biden vào tháng 2 đã trao gần 232 triệu Mỹ Kim cho công ty Illume để sản xuất các bộ thử nghiệm tại nhà. Và vào mùa thu năm nay, chính quyền lại đã công bố tăng thêm hàng tỷ Mỹ Kim để giúp cung cấp nhiều bộ thử nghiệm hơn. Cơ quan FAA phạt hành khách bạo loạn hơn 225.000 Mỹ Kim. Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang FAA cho biết những hành khách có hành vi bạo lực trên các chuyến bay thương mại phải chịu trách nhiệm đối với hành động bạo loạn của mình. 10 hành khách đang phải đối mặt với một số tiền phạt nặng vì đã la hét, khạc nhổ, xô đẩy và đấm người khác hoặc là phi hành đoàn trên các chuyến bay. Số tiền phạt mới dành cho những người bị buộc tội lên đến tổng cộng hơn 225.000 Mỹ Kim. Đây là thông báo phạt tiền lớn thứ nhì kể từ khi FAA ban hành chính sách không khoan nhượng đối với những hành khách bạo ngược vào đầu năm 2021. Các hãng hàng không đã báo cáo hơn 5.000 vụ hành khách bạo ngược cho từ đầu năm cho đến nay. Dữ liệu của FAA cho biết hơn 70% các vụ bạo ngược là do khẩu trang. Hồi tuần trước, FAA đã thông báo rằng có 37 vụ án nghiêm trọng nhất đã được chuyển đến các công tố viên liên bang. Quốc hội đề nghị gắn bộ phận ngăn xe hơi khởi động nếu tài xế say rượu. Kế hoạch cơ sở hạ tầng mới của chính phủ bao gồm một số vấn đề cấp bách, trong đó có cả tình trạng say rượu lái xe hoặc là tài xế bị suy giảm khả năng kiểm soát hành vi. Luật cho phép cơ quan quản lý an toàn giao thông xa lộ quốc gia hoặc là NHTSA 3 năm để phát triển các quy tắc cho các nhà sản xuất xe hơi.
Luật sẽ yêu cầu những chiếc xe hơi mới phải được cài đặt bộ phận có thể ngăn chặn tình trạng say rượu lái xe hoặc là tài xế kém khả năng điều khiển xe. Nhưng không rõ bộ phận đó sẽ là gì. Cơ quan NHTSA được cho là đang xem xét một hệ thống có thể quan sát hoạt động của người lái xe. Một lựa chọn khác là sử dụng bộ phận cảm biến để khám phá nồng độ cồn của người lái xe và tùy thuộc vào kết quả có thể ngăn xe khởi động. Một khi các quy định mới được hoàn thiện, các nhà sản xuất xe hơi sẽ có 2 năm để cài đặt bộ phận này. Meta, công ty mẹ của Facebook, loại bỏ dịch vụ nhắm mục tiêu của các nhà quảng cáo. Công ty trước đây được gọi là Facebook đang thay đổi cách mà các nhà quảng cáo trên nền tảng của mình có thể nhắm mục tiêu quảng cáo. Meta vừa công bố rằng bắt đầu từ năm tới 2022, họ có kế hoạch hạn chế các từ khóa được sử dụng để nhắm mục tiêu trong một số danh mục nhạy cảm hơn. Những mục đó bao gồm sức khỏe, chủng tộc hoặc sắc tộc, đảng phái chính trị, tôn giáo và khuynh hướng tình dục. Meta cho biết sẽ loại bỏ hàng ngàn từ khóa nhắm mục tiêu chi tiết trong các danh mục đó. Công ty đã phải đối mặt với hàng ngàn lời chỉ trích trong nhiều năm vì cho phép nhắm mục tiêu rất cụ thể. Hồi năm 2019, Facebook đã giải quyết một số vụ kiện cáo buộc hệ thống của họ cho phép phân biệt đối xử trong các quảng cáo về gia cư, việc làm và tín dụng. Đợt bán cổ phiếu lần đầu IPO lớn nhất của Mỹ kể từ Facebook là xe hơi Rivian. Nhà sản xuất xe hơi điện Rivian đã có một cú sốc sau khi ra mắt thị trường chứng khoán Wall Street ngày thứ Tư. Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tức là IPO, là lớn nhất của trên toàn cầu trong năm nay. Cổ phiếu đã bắt đầu giao dịch hôm thứ Năm với mức gần 107 Mỹ Kim một cổ phần, là một bước nhảy vọt 37% trên giá IPO và đóng cửa với giá trên 100 Mỹ Kim một chút. Đây là đợt bán IPO lớn nhất cho một công ty Hoa Kỳ kể từ khi Facebook ra mắt công chúng hồi năm 2012. Có thời điểm Rivian được định giá là 98 tỷ Mỹ Kim, trước khi đóng cửa ở mức đáng kể là 86 tỷ Mỹ Kim. Trị giá này cao hơn cả General Motors và Ford, mặc dù Rivian mới chỉ bắt đầu sản xuất xe cách đây có 2 tháng. Nhưng tất nhiên tất cả các con số này đều nhỏ bé so với Tesla, hiện được định giá hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim. Giá thuê nhà tại thành phố New York tăng cao trở lại sau khi giảm vì đại dịch. Trong khi lạm phát đang gây khó khăn cho đời sống nhiều người Mỹ, thì giá thuê nhà ở các thành phố như New York đang tăng trở lại sau khi đã giảm mạnh thời đại dịch COVID. Các chủ nhà tại Manhattan đã giảm giá rất nhiều cho các bất động sản, nhưng tình trạng này không còn nữa. Vào tháng 10, giá thuê ở Manhattan tăng cao nhất trong hơn một thập niên. Giá trung bình cho một căn chung cư ở thành phố Manhattan hiện là hơn 3.300 Mỹ Kim, tăng 18% so với một năm trước. Căn chung cư 2 phòng ngủ tăng 20% so với một năm trước, ở mức là 5.100 Mỹ Kim một tháng. Jonathan Miller là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Miller Samuel cho biết, ông hy vọng xu hướng này sẽ tiếp tục, đặc biệt là khi nhu cầu du lịch quốc tế tăng lên và nhân viên của các công ty Mỹ quay trở lại làm việc. Các căn nhà tại hầu hết nước Mỹ đều tăng giá ở mức 2 con số. Có vẻ như giá nhà cao ngất ngưỡng của những ngôi nhà trong nước Mỹ sẽ không sớm giảm xuống. Theo Hiệp hội Môi giới Địa ốc Quốc gia, giá trung bình của các căn nhà dành cho một gia đình hiện nay đã tăng trong quý 3 trong hầu hết như tất cả 183 thị trường mà họ theo dõi. Nhưng ở 78% các thị trường đó thì giá đã tăng 2 con số. Chúng được thúc đẩy lên cao hơn bởi nhu cầu mạnh mẽ từ người mua nhà và số nhà đang giao bán thấp. Nhưng có một dấu hiệu cho thấy thị trường gia cư nóng hổi đang chậm lại một chút trong những tháng gần đây. Hiệp hội Môi giới Địa ốc cho biết giá nhà trung bình đã tăng gần 23% trong quý 2 của năm 2021, nhưng trong quý 3 thì mức tăng còn 16%. Chuẩn bị cho chuyến du lịch và kỳ nghỉ cuối năm. Các hãng hàng không từ Southwest cho đến American Airlines đã phải khó khăn để đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ngày càng gia tăng. Cả hai công ty này đã hủy hàng ngàn chuyến bay trong những tháng gần đây, làm gián đoạn kế hoạch của hàng chục ngàn du khách. Và với mùa du lịch nghỉ lễ bận rộn sắp bắt đầu, hành khách nên chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp nhiều chuyến bay bị hủy hơn. Báo The Wall Street Journal có những lời khuyên về những việc cần làm nếu chuyến bay của quý vị bị hủy. Thứ nhất là sử dụng ứng dụng của hãng hàng không để theo dõi cảnh báo về tình trạng chuyến bay của mình. Cảnh báo có thể cho quý vị biết về mọi thứ, từ thay đổi cửa khẩu cho đến việc hoãn hoặc hủy chuyến bay. Và ứng dụng đó có thể hữu ích trong việc đặt lại chuyến bay nếu cần phải làm như vậy. Nơi mình mua vé rất quan trọng về mức độ dịch vụ mà quý vị nhận được. Nếu mua vé của một bên thứ ba như một trang web đặt phòng chẳng hạn, thì quý vị có thể được yêu cầu hãy liên lạc với bên thứ ba đó để đặt lại, chứ không phải là đặt trực tiếp từ khách sạn. Một yếu tố khác có thể là tình trạng của quý vị đối với một hãng hàng không cụ thể nào đó. Nhiều năm du lịch và sự trung thành với cùng một hãng hàng không có thể sẽ được trả giá trong trường hợp chuyến bay của quý vị bị hủy. Một số hãng hàng không có đường dây điện thoại cụ thể và đại lý trực để giúp cho khách hàng trung thành tìm được chuyến bay mới.
Và cuối cùng, nếu việc đặt lại chỗ trên cùng một hãng hàng không bất thành, thì quý vị hãy tìm kiếm các chuyến bay trên một hãng khác, có thể là một lựa chọn tốt nhất. Để biết thêm chi tiết về những điều cần biết khi nào kế hoạch du lịch của quý vị bị thay đổi, hãy xem toàn bộ câu chuyện trên trang mạng thewallstreetjournal.com. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin kinh tế liên quan đến giới tiêu thụ tại Mỹ. Bàn về ngân sách gia đình, Thanh Thảo nhận được câu hỏi của một khán giả tên Hoài Lê về quy tắc rút tiền hưu trí hàng năm từ quỹ đầu tư cá nhân bao nhiêu để không sợ cạn vốn. Và sau đây là phần trả lời đại cương. Các chuyên gia tài chính cho rằng quy tắc 4% là một chiến lược hưu trí phổ biến hiện nay đã lỗi thời. Điều kiện thị trường đang gây áp lực lên quy tắc 4% là một quy tắc phổ biến đối với những người về hưu để xác định số tiền mà họ có thể dùng nhằm sinh sống mỗi năm mà không sợ hết vốn sau này. Rút tiền từ quỹ đầu tư hưu trí là một trong những bài tập tài chính phức tạp nhất đối với nhiều gia đình. Có rất nhiều ẩn số bao gồm thời gian nghỉ hưu, nhu cầu chi tiêu của một người, ví dụ chi phí sức khỏe và lợi nhuận từ nguồn đầu tư cũng như một số yếu tố khác. Quy tắc 4% nhằm mang lại nguồn tiền ổn định hàng năm và mang lại cho người cao niên sự an tâm rằng quỹ tiền hưu của họ sẽ tồn tại trong 30 năm nghỉ hưu. Đơn giản, quy tắc cho biết người về hưu có thể rút 4% tổng giá trị danh mục đầu tư của họ trong năm đầu tiên nghỉ hưu. Lượng tiền tăng theo lạm phát, mức chi phí sinh hoạt của năm sau và rồi năm sau đó. Tuy nhiên, các điều kiện thị trường cụ thể là lợi nhuận dự kiến thấp hơn đối với cổ phiếu và trái phiếu dường như không có lợi cho người về hưu. Theo triển vọng của thị trường, quy tắc 4% có thể không còn khả thi nữa đối với người cao niên. Theo một bài báo được công bố hôm thứ Năm bởi các nhà nghiên cứu tại Morningstar, họ nói ngày nay quy tắc 4% thực sự nên là quy tắc 3.3%. Mặc dù mức giảm nghe có vẻ nhỏ, nhưng nó có thể tác động lớn đến mức sống của người về hưu. Ví dụ, sử dụng quy tắc 4%, một nhà đầu tư sẽ có thể rút ra 40.000 Mỹ Kim từ danh mục đầu tư 1 triệu Mỹ Kim trong năm đầu nghỉ hưu. Tuy nhiên, nếu sử dụng quy tắc 3.3%, thì số tiền rút trong năm đầu tiên sẽ giảm xuống chỉ còn 33.000 Mỹ Kim. Sự khác biệt sẽ rõ ràng hơn sau khi nghỉ hưu khi tính đến lạm phát 75.399 Mỹ Kim so với 62.205 Mỹ Kim tương ứng vào năm thứ 30. Dựa theo phân tích giả định tỷ lệ lạm phát hàng năm là 2.21%, là mức trung bình được dự đoán bởi Morningstar trong 3 thập niên tới. Kế đến là câu hỏi tại sao lại là 3.3%? Theo Christine Benz, giám đốc tài chính cá nhân và lập kế hoạch hưu trí tại Morningstar và là đồng tác giả của bản báo cáo mới, những người đã nghỉ hưu đã được hưởng bộ ba phát triển tích cực của thị trường trong vài thập niên qua. Bộ ba này bao gồm lạm phát thấp, lãi suất trái phiếu trung bình và lợi nhuận cổ phiếu tăng mạnh đã giúp tăng danh mục đầu tư và tỷ lệ rút tiền an toàn cho họ. Tuy nhiên, bà Benz cho biết những yếu tố này có lẽ đã ru ngủ những người sắp nghỉ hưu vào cảm giác an toàn một cách sai lầm. Theo báo cáo thì trái phiếu rất khó có khả năng tăng mạnh trong 30 năm tới và giá cổ phiếu cao có khả năng giảm khi trở về thời kỳ bình thường. Phân tích thừa nhận rằng kết quả này có thể xảy ra nhưng không phải là không thể tránh khỏi. Trong khi lạm phát cao trong lịch sử đã diễn ra trong những tháng gần đây, thì Morningstar hy vọng tỷ lệ lạm phát sẽ được điều chỉnh trong dài hạn. Lợi tức đầu tư đặc biệt quan trọng trong những năm đầu nghỉ hưu do cái gọi là rủi ro chuỗi lợi nhuận. Rút quá nhiều tiền từ quỹ để dành hưu trí cùng một người trong một hoặc những năm đầu tiên, đặc biệt là từ danh mục đầu tư đang giảm giá trị, có thể làm tăng đáng kể nguy cơ hết tiền sau này. Đó là vì có ít tiền hơn để danh mục đầu tư phát triển khi các khoản đầu tư hồi phục trở lại. Và cảnh báo, tất nhiên có rất nhiều cảnh báo đối với phân tích này về quy tắc 4%. Quy tắc 4% và quy tắc 3.3% được cập nhật chỉ xem xét các khoản đầu tư danh mục đầu tư hưu trí mà không tính đến các nguồn lợi tức khác ngoài danh mục đầu tư, chẳng hạn tiền an sinh xã hội hoặc là lương hưu. Ví dụ những người về hưu trí hoãn nhận tiền an sinh xã hội cho đến 70 tuổi thì sẽ nhận được nguồn tiền hàng tháng được bảo đảm cao hơn và có thể không cần dựa vào các khoản đầu tư của họ nhiều. Hơn nữa, quy tắc 3.3% sử dụng các giả định thận trọng. Ví dụ, sử dụng xác suất 90% rằng người cao niên sẽ không hết tiền sau 30 năm nghỉ hưu, trong khi có những người không cần phải tính tiền cho đến 30 năm. Những người về hưu cảm thấy thoải mái với nhiều rủi ro hơn, tức là xác suất thành công thấp hơn, hoặc là những người nghĩ rằng họ sẽ không sống đến tuổi 90, có thể rút số tiền lớn hơn mỗi năm một cách an toàn. Nhiều người dựa vào thống kê tuổi thọ trung bình một người 65 tuổi ngày nay sẽ sống thêm được 20 năm. Có lẽ quan trọng nhất, quy tắc giả định chi tiêu của một người không điều chỉnh theo điều kiện thị trường. Nhưng đó có thể không phải là một giả định công bằng bởi vì nghiên cứu cho thấy người cao niên thường thường giảm bớt mức chi tiêu của họ khi nghỉ hưu. Theo Morningstar, những người đã nghỉ hưu có một số lựa chọn để bảo đảm sự lâu dài của các khoản đầu tư của họ.
Nói chung, những lựa chọn này kêu gọi rút tiền ít hơn sau nhiều năm lợi nhuận danh mục đầu tư âm số. Ví dụ, những người về hưu có thể từ bỏ việc điều chỉnh lạm phát trong những năm danh mục bị lỗ. Họ cũng có thể chọn giảm bớt khoản tiền rút thông thường của họ xuống 10% và trở lại rút bình thường sau khi lợi nhuận đầu tư tăng trở lại. Thưa quý vị, quân bình ngân sách gia đình không những giúp chúng ta mang lại hạnh phúc cho người thân mà còn đem sự bình an cho tâm hồn. Nếu quý vị có ý kiến đóng góp hoặc là muốn gửi câu hỏi về chương trình này, xin liên lạc với Thanh Thảo tại tonythanhthao@vietfacetv.com hoặc info@vietfacetv.com. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình Thanh Thảo Show tuần này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.